Chào anh em nhé, hôm nay là thứ bảy ngày mùng 1 tháng 12. Hôm nay tôi lại đi cầu Lăng Xê. Đây cái mồi đây tôi cũng có nhiều clip hướng dẫn rồi, tôi bóp qua rồi, giờ chỉ những cái nào to thì tôi bóp cho nó nhỏ đi thôi. Nay tôi đi cầu thì sẽ sớm hơn một chút. Khoảng tầm 4 rưỡi là ra đến hồ rồi, nên hy vọng là kể từ khoảng 4 rưỡi đến lúc trời tối, khoảng tầm 5 rưỡi là trời tối, thì hy vọng trong khoảng sáng đấy thì sẽ có cá ăn để quay được cho anh em. Tôi đi câu thì tôi đi có một mình, nên là cái quá trình quay phim nó rất cho anh em xem nó rất chi là vất vả. Video nó có rung lắc hoặc là nó hơi khó xem thì anh em tạo điều kiện thông cảm giúp. Nếu mà hôm nào mà tôi chỉ đi đông anh em ấy thì tôi sẽ quay tốt hơn, nhưng mà do là đi một mình nên là quá trình quay video nó không được tốt cho lắm. Hôm nay tôi đi câu sớm này, tôi trộn khá nhiều. 4 giờ tôi ngồi khoảng đến 9 giờ. 4 rưỡi ngồi khoảng đến 9 giờ, 9 rưỡi đấy tôi về. Khoảng tầm 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Vừa rồi thì có vài bạn bạn đã bình luận về cái lưỡi câu của tôi ấy. Có một số bạn lấy một số cái link ảo bình luận chống phá, nhưng mà khi mà tôi search ra thì những cái bạn đấy là những cái bạn chưa lấy cái gì của tôi cả, nên là những cái nick đấy sẽ bị chặn lại. Mong anh em làm cái gì thì nó có cái lòng tự trọng một chút. Tất nhiên là cái thành phần đấy nó rất chi là nhỏ. Kênh của tôi cả triệu người xem, lượt xem rất chi là nhiều, nên là không thể tránh khỏi những cái thành phần như thế cả. Hoặc là cũng có thể người ta cũng làm đồ, người ta cũng bán đồ chẳng hạn, thế nhưng mà người ta thấy không bằng, người ta nói Việt Nam thì rất chi là nhiều loại người. Tôi cứ làm sao mà tôi cảm thấy nó không trái với cả lương tâm là ok. Rồi thi thoảng nói chuyện hơi hài tí. Này tôi trộn chỗ này nó phải rơi vào khoảng 1 cân, 1,5 cân mồi. Mỗi khi thì tôi đi tôi chỉ trộn khoảng tầm 1 cân thôi, 1,2 cân đây. Này chỗ này là khoảng 1,5 cân. Đây. Vẫn như mọi khi anh em, tôi sẽ nắm trước 2 cục mồi ở nhà. Mấy hôm vừa rồi thì anh em đặt đặt Lăng Xê thì tôi không gọi được cho anh em, tại vì là bị mất mạng. Đấy, vẫn như mọi khi, một hôm đi câu là mang 4 cái Lăng Xê đi. Hôm mà đi câu là mang 4 bộ đi. Món này khả năng là hơi cứng này. Được rồi, không sao. Cứng thì nắm theo cái kiểu cứng, cứng thì nắm nỏng thôi. Nắm trước 2 cục ở nhà. Chút nữa để tôi xuống đến hồ. Đó, tôi cố gắng quay phim tốt nhất cho anh em xem. Nhưng mà do đi một mình nên là nó rất là khó, mong anh em hết sức thông cảm.
mấy anh em mà để lại số điện thoại rồi mà chưa thấy tôi gọi điện lấy lăng xê ấy, thì anh em cố gắng chờ đến tối nay hoặc sáng mai thì tôi sẽ gọi điện, bởi vì bây giờ tôi đi câu mất rồi và hiện tại là cũng chưa có mạng, hiện tại nhà cũng chưa có mạng nên là tôi lấy được một số số điện thoại tôi gọi cho anh em sáng nay, đến là do là tôi truy cập ở trên điện thoại, nhưng mà truy cập trên điện thoại những cái mà từ ngữ mà nó bị YouTube mà nó nhận ra là dạng như kiểu là dạng có thể là giữ lại để xem xét thì tôi sẽ không xem ở trên điện thoại, thế nên chắc chắn là sẽ còn nhiều anh em tôi chưa gọi được, cái đấy thì phải lên trên máy tính. Tôi hứa hẹn anh em tối nay hoặc là đến sáng mai thì tôi sẽ alo, nếu mà hôm nay đi câu về sớm sớm ấy, thì tôi sẽ alo cho anh em sớm tầm 9-10 giờ tối gì đấy, còn nếu mà muộn rồi thì tôi để đến sáng mai. Tôi không cần biết người ta bán bao nhiêu, bộ lăng xê của tôi vẫn là cứ bán đắt nhất Việt Nam. Ok anh em, mắm trước hai cục để xuống hồ này. Rồi bây giờ thì cái chỗ mồi này tôi sẽ đổ vào túi đi xuống hồ để câu. Đây, cho hai cục riêng vào đây. Rửa qua cái tay là cột cái túi bóng lại. Anh em hôm nay cái cần mọi khi tôi đi câu cần xanh thì bị mượn mất rồi, nên là tôi sẽ câu cái cần SH này hoặc là cái cần trắng kia. Ok anh em, ra đến hồ thì tôi sẽ chuẩn bị cần một chút và đồ dùng, thì ra đến hồ thì tôi sẽ quay phim cho anh em xem. C cần mang theo hộp xốp này, chỗ xốp tôi gửi cho anh em có mà câu cả năm đây, tôi câu cả 4 5 tháng rồi mà cái hộp này vẫn còn như này. Ok anh em, bây giờ ra hồ là chiến thôi.
đến hồ thì tôi sẽ quay tiếp cho anh em nhé. Hy vọng là hôm nay sẽ không ngóm, mà tôi nói thật là chả tôi cứ đi câu thì tôi đi câu lục thì còn 10 buổi thì còn 1-2 buổi món, nhưng còn tôi đi câu lăng dây thì đảm bảo là không ngóm 100%. Anh em vừa Ok anh ra nó em. hồ nhá. Đây một bạn ngồi câu lăng xê này. Cái chỗ thì Hào nó biết đi về cái tay không. Và đưa cho cái thằng kia nó đi xuống hồ Hòa Long nó đánh bao tiêu hết rồi cứ gì. Câu sẵn mỗi đâu đi có thể nó sẽ tầm tối.
nhưng mà nó lâu lắm em không thể đi câu được. Lúc vừa rồi nó được câu đấy. Ừ. Nó đi như thế nào? Nó đi toàn ngày thường. Mình phải đi vào thứ bảy. Còn bình thường nha, mà đi ngày thường anh đánh mùa to luôn. À đi ngày tới ngày đông anh đánh mùa to. Em mà ngày đông em toàn đánh mùa to. Ừ. Đúng rồi, quanh lưới nhiều lắm. Nó đéo quản lý được hết. Đi đêm mà. Nó còn đánh cả hồ này này. Ôi, vừa bụt xong. Con chăn đen nó 7 cân gì đúng không? Con chăn đen 7 cân ở trên hồ trên. Bỏ đây hú ngoại đây. Đúng rồi, đánh tầm này thì ngại mỗi rô phi. Thế đánh mấy giờ mà? Trong khoảng 5 giờ đủ đi thì nó đỡ. Được đánh câu đến mấy giờ tối? Em câu 10 giờ. 9 giờ 10 giờ. Chán thì 9 giờ 10 giờ. Tầm đấy. Ôi, kiểu này thế nào cũng mưa to. Tất ngạc rồi, đưa câu. Ở trên này nó đánh luôn mà. Em gặp mấy lần. Câu tối à? Nó đánh tối. Hôm em câu đêm đặt nó còn cho câu đêm ở trên hồ trên. Em ngồi mẹ bốn bạn xung quanh nữa. Chắc toàn hội đây chứ. Hay là toàn hội Ngọc Mạch. Toàn quân khu. Toàn bọn bên Tây Mô mới cả Ngọc Mạch. Quân khu Ngọc Mạch Tây Mô rồi. Bọn ở đây cũng có. Hãy
con đầu tiên nhá. Đâu rồi nhá? Một chỗ con. Mẹ nó đôi cần dữ dữ. Chép chép con. Chôn con. Chép con. Chôn chôn. Nhanh thật chưa? Nhấp. Mày chơi đi ăn mà. Một em đầu tiên nha. Bắn phát rồi vô. Ăn ngay mùi câu. Hôm trước em dính một con ở bên kia một ghi nó không ra. Em phải nhặt trước ra rồi ra. Nó cứ cắm mới đầu nó đổ một phát ra gần đến cái cây kìa. Mày em ngồi tít ở cái chỗ ghế kìa. Ghi lại thì lúc sau em ghi đến giữa phát cứ thế nó cắm đầu vào trong thì ghi đéo ra không ghi nữa em phải nhả cước mấy cái thứ phải nhả cước mấy năm trước anh bắt được con bè mười bốn năm cân anh đánh nó lôi không ra mười bốn năm cân ở đây anh cậu anh lôi là không ra nhá nó to đấy xong anh nhả cước ra cho nó chạy mày lắp lục một câu tớ tớ nào lắp phao một câu thôi thế anh câu được con to đấy em câu được con to nhất là 11 cân bà đây con gì mẹ cũng mẹ nhưng mà không phải mẹ tàu mà mẹ lai trắng tinh gần đây nhất là lưới tôi được bắt được cái chân ở đây rồi gần đây nhất ở đây gần đây nhất là bây giờ lưới bắt được cái chân nhưng mà lưới để phải bắt mà là đánh bắt tiêu đánh lục đánh tứ vẩy ra chính thương bắt trượt cân trắng đen ở đây. Đúng chỗ này luôn. Bắt vào bảo anh bắt trượt cân trắng đen đây rồi mấy cân bảo vệ bắt trượt. Lâu chưa anh? Gì? Mới mà. Lâu chưa? Mới. Được khoảng 2 tháng nay thôi. Gần đây nhất. Nó vẫn còn trắng đen kìa. Còn trượt. Mình nó bảo có mỗi con trắng đen đấy. Còn cái loại bù lắc cân nhiều lắm. Lại dính anh em nhé. Con này vật mẹ đi cho nó đỡ quại lưỡi. Nhấp. Con này gì vật nó cũng chỉ như như nhấp hỏng hết cả lưỡi. Mới thả trôi đầy rồi. Đây.
em thứ hai nha anh em nhá, khoảng độ lẫy mà để lên tù tì thì cũng nhanh đấy. Lưỡi lăng xê này bán bao tiền cái? Em mà đắt lắm, 50.000. 50.000. Mua cái lô cái lưỡi vàng đấy đã đắt rồi. Vâng, 25.000 vị. Wow. Mua cái lưỡi vàng đấy đã đắt rồi thì nhá. Mấy con này cũng khá to này anh em này. So với cá đây như này là to rồi, anh có nhận không? Hai trôi nha anh em nha, mới được khoảng tầm 30 phút. À, em thứ ba, ok. Ui mắc con mẹ nó vào đâu rồi? Nó lôi mắc vào tải kìa. Ồ, mất rồi. Nó lôi phát đấy. Mình thấy tâm nó cho nên mình bỏ đéo tắm cái chết đấy. Con chưa kịp lắm rồi. Chậm gì? Tắt rồi anh em. Đây lại đóng anh em. Ui là trôi rồi. Cái nào không thấy cảm giác, lại không cảm xúc. Con này mới thả rồi. Quạt hết cả mồm ra anh ạ. Vừa lấy thụt đấy. Rồi, bé quá. Bây giờ là 10 giờ kém 20 rồi. Đây mồi còn gần như là nguyên này. Anh em nghe giọng tôi nó có khác cái lúc đi câu không? Tôi câu được từ khoảng từ 4 giờ đến 6 giờ, 2 tiếng đồng hồ thì được 7 con trôi. Mang đi tôi cho hết, mang đi cho mất 2, 3, 4, 5 con rồi. Đây. Còn 2 con thì tôi bỏ vào đây để tôi kho, tôi đun qua đi. Để mai kho. Đấy, cả trôi. Đây là mấy con chép vàng nữa, thế là tính cả hai con chép vàng nữa là 9 con. Đây, nhưng mà hôm nay tôi lúc về là không thể quay phim được nữa. Thứ nhất, cái đang ngồi nó dạng như kiểu nó bị trúng gió ấy. Thế là đầu óc nó quay cuồng, thế là vội vàng gọi thằng cô em bảo mày mày xuống mày thu đồ hộ tao cái. Thế là xuống thì tôi thu xong phát là tôi chạy về luôn. Về nhà nằm từ 6 giờ đến bây giờ, gần 10 giờ rồi, tôi vừa dậy xong. Thấy nó đỡ đỡ đau đầu thì tôi vừa dậy xong. Này, vẫn đang làm dở đồ cho anh em, máu đi câu quá, đi này. Đây, lốt cái chỗ này là hết rồi. Rất chi là tiếc, bởi vì hôm nay cái lúc mà tôi xuống dưới hồ câu ấy, thì có 8 cần câu, thì tôi ngồi được khoảng 30 phút đầu tiên thì tôi đã được 3 con rồi cơ. Thế nhưng mà về sau thì tự dưng gió nó nổi lên, thế tự dưng nó buốt óc và chân tay nó bủn rủn hết ra, thế là không làm gì được nữa, thế là tôi phải đi về. Nó gì là mệt thế này, anh em nghe giọng của tôi hôm nay nó khác mọi khi rồi. Ok anh em, mong anh em thông cảm cái video này nó rất khá ngắn đấy. Bởi vì đi ra hồ câu nó không quay được nhiều, ốm mệt. Lúc sau thì đến cái lúc cuối cùng lôi về là vẫn có cá. Thế nhưng mà không câu nữa, mệt lắm. Tôi về nhà tôi làm một phát từ 6 giờ đến bây giờ 6 7 8 9 gọi là hơn 3 tiếng đồng hồ đến bây giờ tôi mới dậy xong. Dậy thì xem bình luận của anh em. Hôm nay chắc là tôi cũng chưa gọi điện được, sáng mai xem như nào thì tôi sẽ gọi điện cho anh em lấy lăng xê sau. Ok.
À.